xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thì mình tiếp tục trở lại để mang đến cho anh em những cái thông tin mà cực kỳ bổ ích, cũng như là những anh em nào mà đang nuôi chim bồ câu thì anh em sẽ có cho mình những cái thông tin cũng như là những cái rút ra những cái kinh nghiệm cho mình để nuôi chim làm sao nó đạt hiệu quả nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ làm về nội dung chim bồ câu mới mua về thì mình sẽ chăm sóc nó như thế nào. Cái điều này là cực kỳ quan trọng nha anh em. Quan trọng đối với những anh em nào mà đang có ý định, hoặc là những anh em nào mà chưa quen với việc nuôi chim bồ câu á, thì từ cái video này của mình thì anh em sẽ có cho mình những cái kinh nghiệm cực kỳ quý báu luôn. Thì đây, mình lấy một ví dụ nha anh em. Đây là cặp chim bồ câu anh em mới mua về đi. Mới mua về. Thực ra đây là những cặp chim là mình cũng nhập về đấy anh em. Đây là chim bồ câu nhập đó. Đây là dòng Titan Thái siêu thịt nha anh em. Thì khi mà anh em mới nhập về thì anh em cần làm những điều gì? Nhiều anh em rất là gọi là xã loay hoay trong cái việc mà chim bồ câu mới mua về, không biết nuôi nó như thế nào. Có nhiều anh em thì nuôi không được cho đến chim bồ câu nó bị chết, rất là hao tiền tốn bạc luôn, và mình cũng không được bồ câu và mình vừa mất tiền. Thì bây giờ làm sao để hạn chế cái việc đó ạ? Khi mà con chim bồ câu mới mua về anh em phải đầu tiên anh em phải xem là người ta đã phân biệt chống mái của nó cho nó chính xác chưa. Mình phải kiểm tra lại anh em. Thì bây giờ làm sao để mình kiểm tra lại? Đây anh em có thấy không? Mình tiếp tục làm lại nội dung phân biệt chống mái đúng không? Con ở dưới là con trống đó anh em, con trên là con mái nhá. Đôi mũi nó to hơn rất nhiều. Nếu mà anh em chưa chắc chắn thì anh em kiểm tra nó bằng cách nào? Mình sẽ kiểm tra nó bằng cách nào? Thứ nhất, nếu mà anh em nào mà nuôi quen, anh em chỉ cần nhìn vào nhân trung của nó. Cái nhân trung là lỗ mũi. Con nào mà to á thì là con trống nhá. Con nào nhỏ là con mái. Cái thứ hai là anh em sờ vào đây này. Đây, chỗ cái xương chậu, mình hay nói là cái xương chậu của nó này. Con nào mà rộng là con mái nhá. Con này rất hẹp. Mình nói chính xác luôn, con này rất hẹp. Nó là con trống. Tại vì anh em cũng hiểu cơ bản, nếu mà cái xương chậu của nó rộng á thì nó mới đẻ trứng được chứ đúng không? Quả trứng to mà. Đây có một cái vỏ trứng này, anh em có thể hiểu là cái vỏ trứng nó to cỡ này cơ mà. Thì đối với những con chim bồ câu mái á thì cái chỗ cái xương háng của nó rất là to nha. Rất là to luôn thì nó mới đẻ được quả trứng nhá. Anh em đây là những cái kiến thức cơ bản thôi. Thì khi mà nuôi chim bồ mới nhập chim bồ câu về á thì anh em phải kiểm tra chống mái chính xác hay chưa. Nếu mà chưa chính xác thì anh em ghép lại thôi, nó cũng đơn giản, không có gì phức tạp cả. Nếu mà nó đúng độ chống mái rồi thì bây giờ mình cho nó cái thứ hai, chế độ ăn. Chế độ ăn cực kỳ quan trọng nhá. Khi mà anh em mới mua nó về ấy, thì anh em cho nó ăn ít thôi. Ăn ít thôi, đừng cho ăn nhiều nhá. Cái mình biết cái tâm lý của những cái người mà mới nuôi chim bồ câu á, thường thường là cho ăn rất nhiều. Họ cứ nghĩ rằng mình cho ăn nhiều thì con chim bồ câu nó sẽ nhanh lớn anh em. Nhanh lớn. Hoặc là pha nước thuốc vào nước anh em. Pha thuốc này thuốc kia vào nước ạ. Không hiệu quả đâu anh em ạ. Nhiều người về còn pha thuốc giun liền. Có nghĩa là sổ giun cho chim liền ấy. Họ cứ nghĩ là con chim này nó về và cái mình sổ giun cho nó thì sẽ tốt. Nhưng mà không phải đâu anh em. Lát nữa mình sẽ nói luôn về chim bồ câu khi nào mới được sổ giun. Thì thứ nhất khi mà mình bắt về thì mình phải xem là cái khu vực của nhà mình có nhiều muỗi hay không. Nếu mà có nhiều muỗi thì anh em mua nhang muỗi về đốt được, hoặc là anh em phát quang đi để cho nó không có muỗi. Nếu mà muỗi cắn chim bồ câu nhá thì nó sẽ bị động. Nhiều anh em cứ hay hỏi mình là mua chim ở những cái trại khác ấy. Khi mà mua về là nó khỏe, một vài ngày sau là nó lăn đùng là nó chết. Anh em không hiểu tại sao. Nhiều anh em thì cứ chửi là chắc là phải mua phải giống Trung Quốc rồi.
Nhưng mà không phải đâu anh em. Cơ bản là con giống nên nó không bị bệnh. Từ kể từ khi mà anh em bắt về á, thì anh em nuôi nó, cái chế độ của nó không hợp lý á. Nó nhịn ăn thì nó sẽ chết thôi. Nhịn ăn nhịn uống nó buồn sẽ chết. Stress nữa. Thì khi mà anh em bắt về nhá, bắt con chim bồ câu về, thì anh em phải kiểm tra xung quanh nhà mình là có thông thoáng hay không, có ồn ào hay không, có nóng hay không nhá. Nếu mà nóng nó không bị đổ cháy nhá. Nếu mà thoáng mát thì ok, nhưng mà anh em cho nó ăn thật ít nhá, cho nó ăn ít thôi. Một tuần đầu á, khoảng một tuần đầu anh em cho nó ăn một nửa bốc thôi, mình trộn cám con cò với bắp cho nó ăn. Riêng chim ở trại mình là cứ cho ăn cám con cò với bắp thôi, là auto sống luôn, auto đẻ, auto phát triển luôn. Anh em cứ nhân đàn thoải mái luôn, bán chim bồ câu rằng thoải mái xả láng. Thì thứ nhất đó là anh em phải cho nó một cái chế độ ăn hợp lý và cho nó uống nước liền nhé, cho nó uống nước liền. Tại vì nhiều người khi mà giao chim bồ câu á, về thì cho ăn trước nhưng mà lại không cho uống nước anh em, đó là một sai lầm nhé. Nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là con chim bồ câu nó bị thiếu nước, hay người ta hay gọi là bị sốc, bị người ta có một cụm từ gì ta, bị ngã nước. Hôm bữa có một bạn nhắn tin với mình là không biết chim bồ câu vận chuyển đến chỗ này chỗ kia nó có bị ngã nước hay không anh em. Ngã nước là một cái cụm từ mà mình hay sử dụng là ở con người á, cũng như là hôm nay tôi ở đây mà tôi đến cái tỉnh nào tít xa mù khơi tôi đến chơi, xong rồi tôi tắm hoặc là tôi ăn uống gì đấy, xong rồi tôi bị ốm, tôi bị ngã nước. Đó là một cái cụm từ là sự ngã nước. Vậy con chim bồ câu nó có bị ngã nước hay không? Thì anh em khi mà mua chim bồ câu về thì anh em phải cho nó uống nước liền nhé. Đừng có để nó nhịn khát và sau đó anh em cho ăn. Với một cái nữa là anh em tuyệt đối không sổ run liền. Anh em không sổ run liền nhé. Và con chim bồ câu khi nào anh em mới nên sổ run? Khi mà anh em mua chim bồ câu về, anh em đừng có cứ đi ra tiệm thú y thuốc hỏi cái này cho chim cho chim ăn cái này cái kia có ok hay không. Anh em đừng có làm cái câu chuyện đó. Không phải là mình nói gì, nhưng mà vẫn có nhiều người họ không biết cái tập tính của con chim bồ câu đó. Đôi khi họ chỉ bậy cho anh em thì về dẫn đến cái việc anh em đụng cặp chim của anh em nó bị hư hao, nó bị chết. Thì con chim bồ câu kể từ tháng thứ 3 trở đi, anh em hãy sổ run cho nó nha anh em. Thì sổ run, cách sổ run như thế nào thì mình sẽ làm ở một cái video kế tiếp để cho anh em tường tận theo dõi luôn. Tại vì mình biết là ở cái thời kỳ hiện đại này thì thời gian đối với anh em là cực kỳ quý báu, nên mình cũng làm video cái thời lượng của nó cũng vừa phải thôi, dễ anh em dễ xem. Anh em để ý là mình chỉ làm video trong khoảng 10 phút thôi, 10, 11 phút, 12 phút. Mình không bao giờ làm dài quá. Còn nếu có những cái video nó đặc sắc quá thì mình làm dài cho anh em xem, nhưng mà rất ít, rất hiếm. Đa số mình dừng ở lại ở 10 phút thôi. Thì anh em cũng cũng hiểu là mình là một người rất tâm lý đối với cái thời gian của anh em. Mình làm video nhiều xem tùy không hiệu quả. Và anh em xem, anh em tua, anh em bấm tua anh em xem thì đôi khi anh em sẽ bị mất thông tin. Nên mình rất là chú trọng với cái việc mà làm video ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ để anh em xem. Thì con chim bồ câu khi mà nhập về thì anh em thật lưu ý những cái điểm như vậy. Thứ nhất là anh em kiểm tra là chống mái nó đầy đủ hay chưa, và chính xác hay chưa. Cái thứ hai là chế độ ăn uống thì nó cho nó hợp lý, và cho nó uống nước, anh em cho nó uống nước trước và sau đó anh em cho ăn. Và tuyệt đối anh em không sử dụng những cái loại thuốc lạ, nghe lời người này người kia cho ăn, và không sổ run liền. Anh em hãy từ bỏ ngay cái thói quen của mình, đừng có áp dụng cái thói quen, cái suy nghĩ của mình trong cái việc là anh em nuôi con chim bồ câu, vì đôi khi nó không đúng rồi anh em. Nếu mà đúng thì quá tốt, mà đôi khi không đúng thì nó sẽ gây hậu quả đấy. Đây cặp chim bồ câu anh em này, anh em thấy là mình ghép đẻ hết rồi đây anh em. Tầm này là đẻ rồi này, đẻ hai trứng rồi này, đang ấp luôn anh em. Thì là anh em mà bắt chim ở trại mình về thì nó sẽ đẻ như vậy thôi, rất là tuyệt vời, cho ăn cám và bắp. Những
loại thức ăn cực kỳ dễ kiếm. Đây anh em này, để hết đây này. Và anh em thấy không? Ở chim bồ câu á, cái việc mà nó phân á, phân là cực kỳ quan trọng, anh em thấy ở trại mình không? Không có chuyện mà ỉa chảy đâu anh em, phân xanh đâu nhá. Phân của nó rất cứng này. Anh em thấy không? Và khi anh em mà mua chim bồ câu về á, thì đôi khi nó xảy ra một cái tình trạng đó là chim bồ câu nó hay bị ỉa chảy á. Nhưng mà đó không phải là con chim bồ câu nó đang bị bệnh, nó đang yếu đâu anh em. Trong một quá trình vận chuyển á, con chim bồ câu nó sẽ bị stress á. Stress nha anh em nhá. Thì nó sẽ bị ỉa chảy liền. Anh em cứ để ý là khi mà anh em nhận trong thùng về á, ở dưới nó ướt hết, phần ướt hết. Đó là con chim bồ câu nó quá hoảng sợ anh em, nó hoảng sợ nhá. Chim bồ câu là một loại cực kỳ hoảng sợ. Nhưng mà khi mà anh em bắt về 1-2 ngày rồi nó sẽ khỏi. Nên anh em cũng đừng có lo lắng quá. Rồi, video của mình hôm nay thì cũng xin tạm dừng ở đây. Hy vọng rằng đối với những anh em mà mới bắt chim bồ câu về thì anh em sẽ có cho mình những cái kiến thức cực kỳ hay ho để làm sao con chim bồ câu mình mới mua về phát triển tốt, đẻ nhanh và nó không bị hư hao. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người.